cùng đến với Bình Nguyên Vô Tận. Sẵn sàng, kẻ địch sẽ xuất trận. Ok, chào toàn thể anh em đến với channel của chúng ta. Mình là NMH đấy. Thì lời đầu tiên thì cho NMH gửi lời chúc đến toàn thể anh em có một ngày thật là vui vẻ và leo rank thành công. Trong trận đấu này thì NMH sẽ làm về vị tướng Lữ Bố. Lữ Bố thì NMH đã có một clip về đi rừng rồi. Trong trận đấu này thì NMH sẽ làm về Lữ Bố đi lén. Chứ Lữ Bố thì lén nào cũng hợp cả anh em ạ. Đối đầu với mình bên kia là kến của tay bên địch và mình thẳng thế kến rồi này. Lữ Bố thì đấu trận cũng khá là khỏe ấy, đặc biệt là lên được level 4 có chiến thân rồi thì chắc chắn kến không bao giờ có cửa để solo lại được với Lữ Bố. Thì trong clip này mình cũng sẽ trình bày cụ thể dành cho anh em về trang bị bảng ngọc và phù hiệu dành cho Lữ Bố nhá. Bây giờ thì mình nghĩ kến đang bước vào trạng thái tăng hình và lên phám đang lính thì mình cho kến gọi là sử dụng chiếu sóng đã đây. Sử dụng chiếu sóng rồi mình mới lao ra. Ok, thực thứ ba thì thật sẽ hất tung kến này. Và khi kến hết chiếu rồi mà chưa lên được level 4 thì mình sẽ cực kỳ là dễ bắt. Thế đó là cách bắt kến. Kến thì được cái nó bắt nạt được những vị tướng thuộc dạng xa thủ thôi, hoặc là những vị tướng pháp sư xạ thủ máu giấy. Còn với đấu sĩ khỏe như dạng Lữ Bố thì không bao giờ có cơ hội đó là dành cho kến để có thể bắt nạt được. Đặc biệt mà có chiến thân thì gần như kến không bao giờ có cơ hội để bắt nạt được Lữ Bố anh em ạ. Nên là vì thế đối đầu với kến thì Lữ Bố gần như khắc chế gọi là hoàn toàn. Tất nhiên anh em cũng cần lưu ý mỗi chất tướng thì đều có mỗi nhiệm vụ khác nhau. Kến thì nó cũng chả dài gì mà solo thẳng mặt với mình cả, mà nó luôn luôn gọi là thực hiện di chuyển để gánh thôi. Ôi pha này thì ôi thôi xong rồi, pha này thì mình bị hai người vô vập và yêu thương rồi. Butterfly đang có gọi là hai lần nhảy ấy, thêm là sự xuất hiện của kến nữa làm mình gọi là chưa quạt được thì đã phải lên bảng điểm số rồi. Được, nói chung ok, bàn xíu nữa sẽ đó là bắt bàn 6. Thì hiện tại đang thấy tầm nhìn của Butterfly Terminic ép vào rừng tìm bên mình. Rồi, bàn này chơi luôn này, chiếu 2 làm chậm tốc độ di chuyển, tốc biển lên quất luôn này. Bật chiến thân lên này, ba người của Terminic bỏ chạy rồi. Timmy thì đang đỡ đám cho Terminic lui về. Và cuối cùng thì người lên bảng điểm số là Timmy Timmendick. Và tân dùng thì cướp luôn đó là con quay nhỏ của rừng Timmendick luôn. Bút đỏ của Timmendick vẫn còn và Timmendick thì rừng rất là thấp máu. Và lùng ngáy đó là con bút đỏ của Butterfly. Từ kẻ cướp bua và cuối cùng thì anh em thấy rằng thì Timmendick gọi là sáng cướp lại đó là Timmendick. Rồi, vậy là thế trận thì cũng hòa hoãn đó là dành cho hai bên thôi. Tầm này thì mình nói chung cũng khá là khỏe rồi. Chơi không? Quất luôn không? Bàn chạy nhanh quá. Thôi, bật chiến thân lên quẩy luôn thôi. Rồi. Lại bắt mình đúng không? Chơi luôn này, quất luôn này, đánh luôn này, đập luôn này, hất tung luôn này. Rồi, chiếu 2 làm chầm luôn này. Và lấy bảng điểm số. Bắt đầu tuy là hết chiến thân nhưng mà cũng rất máy là ăn được màn của kến ấy. Kến thì bây giờ bị giảm sức mạnh và là đầu game thì cái lượng sát thương sẽ không còn nhiều nữa. Nhưng mà giai đoạn về sau thì sẽ ổn hơn một tí. Ôi, Butterfly nó đã còn hai lần nhảy. Được, gánh mình đi bạn ơi, gánh hơi nhiều rồi nha. Xíu nữa sẽ gọi là bắt Butterfly sau anh em ạ. Thực tế thì đối với Lữ Bố thì chỉ sơ các vị tướng thả diêu hoặc là các vị tướng đám chuẩn chẳng hạn thôi, còn ví như Butterfly rồi kến chẳng hạn ấy, thực sự là mình không hề sợ. Phá đỏ thì mình cũng chủ quán đấy. Butterfly nó đang còn hai lần nhảy và nó núp bùi bắt mình luôn. Đây, phá này chơi luôn này. Tâm mà solo 1-1 thoải mái, có chiến thân thì thoải mái chơi anh em ạ. Chạy đâu bạn ơi, tốc biển chơi luôn này.
Chiêu 2 làm chậm tốc độ di chuyển. Quất luôn này. Chưa cái tồi gánh anh em ạ. Thì anh em thấy thì với cái chiến thân thì cho dù giáo tránh dài hơi nhưng mà lực bù vẫn đang đầy cây máu. Hai pha mình lên bảng điểm số là hai pha hơi bất ngờ thôi. Còn bây giờ thì sẽ cẩn thận hơn nhá, không cho gọi là Butterfly có cơ hội để ăn được mình nữa. Theo nạt thì bảo gánh cơ gì đến đó, ôi nãy giờ mình có được gánh đâu. Vào đây bật chiến thần lên quẩy luôn này. Chiêu hai phương tiến hoặc kích làm chậm tốc độ di chuyển này. Quất luôn này, bắn đủ chơi luôn này. Thế luôn à, nãy giờ mình chưa gánh được lần nào nhá. Mà bàn cứ nói đó là gánh gì đến đó. Rồi pha này thì mình vẫn đang còn bắn sướng nữa. Một cú hồn mang tiện tốt của Theonat. Về phần chiêu thức của vị tướng lử bố thì mình sẽ phân tích cho anh em như sau. Chiêu thứ nhất anh em có 3 lần lượt. Lần lượt thứ 3 như thế này thì sẽ ở hất tung mục tiêu. Chiêu thức thứ 2 thì anh em sử dụng theo hướng chỉ định. Trúng mục tiêu thì sẽ gây xuất thương và làm chậm tốc độ di chuyển của mục tiêu. Còn chiêu cuối thì anh em kích hoạt thì giúp lử bố gọi là kháng hiệu ứng, thôi phục máu. Rồi lử bố thì đánh vào những vị tướng, đánh vào những con quái, con lính thì sẽ được gọi là hồi phục máu. Tất nhiên bây giờ điểm yếu của lử bố đó là đánh vào công trình. Khi bật chiêu cuối chiến thân thì không còn gọi là hồi phục máu nữa. Nên là vì thế khả năng can quét khi bắn trụ của lực bố thì cũng sẽ bị hạn chế hơn một tí. Còn về chất tường lực bố thì khi anh em sử dụng chiêu thức thì được tăng tốc đánh, cộng dồn tối đa lên đến 10 lần. Vì thế lực bố nếu mà hồi chiếu được tốt á, thì cũng sẽ tuyệt vời. Anh em càng đánh thì lượng tốc đánh sẽ càng lớn. Bây giờ mình núp đây để xem có bắt được Butterfly tại mình hay không. Nhưng Butterfly chắc chắn biết mình ở đây rồi. Bởi vì đầm lính vừa đi qua nên là lộ tầm nhìn. Butterfly thì không có cửa để ăn được mình thôi. Có chiến thân thì gần như không có cơ hội dành cho Butterfly. Mình mà cướp thêm cái bùa đỏ nữa thì Butterfly không có cửa. Bắt luôn Vira này. Bật chiến thân lên quẩy này. Trời ơi, bạn có tốc biển thì mình cũng có tốc biển bạn. Và double cứu dành cho mình. Erin của tem đi có 4 người luôn à. Bật luôn đó là quả cầu. Báng sướng và lui về một cách an toàn. Và người lên bảng điểm số là Erin của tem bên địch. Sau một pha combo chuẩn của Natalia team bên mình. Bốn người hơi ít. Thế bên bạn tập trung cánh mình hơi nhiều và cải kế thì phía dưới đó là theo Nate mình đẩy một lén người là free luôn. Về phần trang bị thì mình sẽ lấy những món đồ như sau. Đầu tiên thì đôi giày kiếm cương để kháng khống chế. Thứ hai thì thương lóng giảm giáp, giảm thời gian hồi chiếu. Món đồ thứ ba thì sẽ lên giáp thống khổ phàm đám. Món đồ thứ tư thì sẽ lên thương khủng kiếm. Món đồ thứ 5 thì sẽ lên đó là huân chương trói kháng phép. Và cuối cùng là giáp hồ mình để đảm bảo an toàn. Rồi, sau này thì bắt đó là tướng đi tiếp này. Một lần, hai lần này. Ba lần, một em lên bảng điểm số này. Bắt luôn kến này, chạy đấu. Hai em lên bảng điểm số này. Double cứu này. Thực sự thì lử bố thời điểm này là thời điểm quá là khỏe rồi. Tâm khoảng 4 phút thứ 5 cho đến phút thứ 13 là lử bố siêu khỏe luôn đấy. Nếu mà lượng vàng của anh em ở mức ổn định. Em bên bàn thì đáng trách rừng đó là đáng win sáng cướp bua. Cướp không thành công hay phá cướp ở chỗ bua sánh. Rồi phá này bật chiến thân lên quẩy luôn này. Bắn trù này. Lử bố bắn trù này. Quất luôn này lấy đi một. Chỉ lấy đi được cái chiêu cuối. Pháp trần thân ký của team Mi thôi. Lúc trước thì mình cũng leo tốt lử bố ấy. Lối chơi của mình với lử bố thì mình cũng khá là hổ báo. Việc bắn trù là bình thường. Có cái thời điểm hiện tại thì cũng hạn chế hơn. Bởi vì khi đánh vào trù thì không còn được gọi là hồi máu nữa. Nhưng mà chơi lử bố thì cũng đừng ngại ngân gì. Tất nhiên lử bố sẽ bị các chất tượng này khắc chế này. Ví dụ gặp phơ ló biệt chơi.
thì anh em chơi lửa bố rất là khó. Thứ hai nữa gặp những chất tượng thả diêu vì như hai giờ tế chẳng hạn ấy, cũng rất là khó để bắt luôn. Mịt thì ví dụ như lau rêu chẳng hạn. Còn lại thực tế các chất tượng khác thì lửa bố vẫn có thể khả năng can quét tốt được. Rồi bây giờ thì sẽ bắt luôn gọi là tướng địch này. Chiếu hai làm trầm, bật chuyển thân lên này, và tém địch lui về rồi. Rồi cái này lại quất luôn này. Mất rồi đấy, châu cuối đến từ tím mỹ, tỉnh dậy thì cũng phải lên bảng điểm số luôn. Bắt luôn đó là bắt tông lái của tém bên địch. Tầm này thì tím bên mình quá là khỏe rồi, thêm nữa là zip bảo kế nữa. Mình sẽ gọi là truy lung kế luôn nhá. Kế tém bên bàn thêm đang bắt vào. Dừng tém mình và bắt thành công. Và mình gọi là tiện kế lên bảng điểm số. Về phần phù hiệu thì sẽ sử dụng má tính. Khi sử dụng chiêu cuối thì sẽ giảm thời gian hồi chiếu của các chiêu thức online. Vì anh em sử dụng chiêu 2 làm chậm tốc độ di chuyển của tướng địch đúng không? Tiếp cận đối phương bằng đó là những lần lượt của chiêu 1. Kích hoạt chiêu cuối một phát thì anh em lập tức đó là giảm thời gian hồi chiếu của các chiêu thức online. Qua đó thì hồi chiêu 1 và chiêu 2 sẽ nhánh. Và hồi nhánh thì giúp anh em gọi là lướt liên tục. Qua đó thì tích điểm nội tài tốt hơn. Rồi pha này bật chuyển thân lên quậy này. Cũng cho Butterfly tém địch có cơ hội gọi là về tỷ đan nữa. Rồi hất tung luôn, chơi luôn này. Lượng máu ở mình cũng khá là thấp nhưng không sao cả. Vẫn chưa đủ cái lượng đám, mình vẫn lùi lại một cách an toàn. Rồi pha này thì mình vẫn đang còn thương phúng kiếm, vẫn đang còn chiêu cuối nữa. Thôi chắc là lùi về anh em ạ. Bởi vì anh em thấy rằng thì kến cũng xuất hiện gần đó. Với lượng máu thế này thì kến có thể sốc được, nên là mình sẽ lùi lại một tí. Bây giờ thì mình có giáp thống khổ phản đám rồi. Có huân chương trói khảng phép thì mình rất là trâu bò. Có thêm nội tài của cái thương phúng kiếm nữa thì lại càng trâu bò hơn nữa. Về phần bảng ngọc thì sẽ sử dụng bảng ngọc thứ 6. Ngọc đỏ 2 viên tỷ lệ chỉ màng và 8 viên công vật tỷ sinh giáp. Ngọc tím công vật tỷ tốc chạy và ngọc xanh công vật lý và sinh giáp nhá. Thì đó là về chất tượng lửa bố. Nói chung cách chơi lửa bố thì cứ sử dụng chiêu 2 làm chậm tốc độ di chuyển của tướng địch. Sau đó tiếp cận đối phương bằng chiêu 1. Và đòn đánh thứ 3 của chiêu Morex thì anh em cố gắng làm sao hấp tung được tướng địch là tối ưu nhất. Đầu trận thì tém bên địch gánh hơi nhiều vào mình, nhưng mà có lẽ là kéo nhiều người cũng không thành công. Bây giờ thì tém bên mình bắt đầu ép rồi, bắt luôn này. Rồi pha này thì bắt luôn, đó là tím mỹ của tím bên địch nhá. Bật chuyển thân lên quầy này, tím mỹ này lên bảng điểm số này 13 màng này. Và chắc chắn thì trận đấu sẽ kết thúc ở đây rồi. Cảm ơn anh em đã theo dõi clip này của mình. Bye bye, chúc anh em luôn vui vẻ và lao rank thành công.